Diễm Thi và Chân Như xin kính chào các khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ Năm 27 tháng 10 với một số tin tức đáng chú ý. Các nước sông Mekong cam kết sử dụng công bằng nguồn nước và nguồn tài nguyên. Khởi tố vụ án nổ súng trong tranh chấp đất đai ở Đắk Nông khiến 3 người thiệt mạng. Thưa quý vị, lãnh đạo các nước sông Mekong cam kết sử dụng hiệu quả, công bằng, bền vững nguồn nước và nguồn tài nguyên khác, cụ thể là việc sử dụng hiệu quả, công bằng và bền vững nguồn nước sông Mekong. Đó là kết quả được đưa ra trong 2 văn kiện hội nghị tại các hội nghị quốc tế vừa tổ chức ở Việt Nam trong 3 ngày vừa qua. Từ ngày 24 đến 26 tháng 10, Việt Nam đăng cai tổ chức một loạt 3 hội nghị là Hội nghị cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Aiyawadi-Chao Pai-Mekong lần thứ 7, Hội nghị cấp cao 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần thứ 8 và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Mekong. Ông Vũ Quang Minh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Bộ Ngoại giao, trưởng đoàn quan chức cấp cao Việt Nam tại ASEAN cho biết, 2 văn kiện tại hội nghị và các cơ chế hợp tác khác của ASEAN khẳng định việc tăng cường hợp tác với Ủy hội Mekong quốc tế. Phát biểu tại buổi họp báo kết thúc hội nghị, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các hội nghị đã thành công vì quy tụ được đông đảo lãnh đạo các nước tham gia. Bên cạnh đó là sự tham gia của các đối tác phát triển như UNDP, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á. Hội nghị cũng đưa ra các biện pháp cụ thể với nhiều dự án kết nối của Hội nghị cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế, cũng như là Hội nghị cấp cao 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông hôm 26 tháng 10 đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án nổ súng khiến cho 3 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ san lấp đất đai ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức vào Chủ nhật vừa qua. Tỉnh Đắk Nông cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với Đặng Văn Hiến về hành vi giết người. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ 3 người là Hoàng Văn Thắng, Mai Thị Khuyên là vợ ông Hiến và một người có tên là Trường có liên quan đến vụ nổ súng. Báo Pháp Luật trích lời Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Văn Cường cho biết các đối tượng liên quan khác đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ông không cho biết có bao nhiêu người đã bỏ trốn. Ông Cường cũng cho biết cơ quan công an đã thu giữ được 10 khẩu súng tự chế tại nhà ông Đặng Văn Hiến. Sự việc xảy ra vào sáng Chủ nhật vừa qua khi công ty Long Sơn sử dụng lực lượng và phương tiện san ủi đất, cây trồng ở khu vực nhà ông Hoàng Văn Thắng. Nhân viên san ủi đất của công ty Long Sơn đã bị người dân dùng súng tự chế để chống trả, khiến cho 3 người chết tại chỗ. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh trích nguồn tin từ lãnh đạo huyện Tuy Đức cho biết công ty Long Sơn tự ý huy động lực lượng giải tỏa mà không báo cáo với chính quyền. Tiếp tục phần tin tức, thưa quý vị, Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines nói rằng ông muốn trong vòng 2 năm tới không còn một bóng dáng một binh sĩ ngoại quốc nào hiện diện trên đất nước của ông. Phát biểu này được nhà lãnh đạo Phi đưa ra ở Tokyo hồi sáng ngày 26 tháng 10 trong buổi nói chuyện với các doanh nhân Nhật và tức khắc được hiểu là ông nói tới sự hiện diện của binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Phi. Ông còn báo trước là không chỉ các cuộc tập trận hỗn hợp giữa binh sĩ Phi và Hoa Kỳ sẽ bị bãi bỏ, mà có thể những hiệp ước quân sự các chính phủ tiền nhiệm ký kết với Hoa Kỳ cũng bị hủy bỏ. Trong buổi nói chuyện, Tổng thống Phi cũng cho biết chuyến thăm Trung Quốc mà ông mới thực hiện hồi giữa tuần trước là chuyến đi thuần túy về thương mại. Nói thêm, ông không hề nêu vấn đề mua võ khí với giới lãnh đạo Bắc Kinh, cũng chẳng hề bàn đến chuyện dựng liên minh Trung Quốc-Philippines. Chiều 26 tháng 10, sau khi gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Philippines nói rằng ông sẽ làm việc chặt chẽ với Nhật về những vấn đề cả hai nước cùng quan tâm trong khu vực, cùng hợp tác để cổ võ phát triển dân chủ, đứng về phía Nhật Bản trong nỗ lực giải quyết căng thẳng ở Biển Đông, để mọi quốc gia liên quan đến cuộc tranh chấp đang xảy ra ở vùng biển này phải tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng đường lối ôn hòa. Tổng thống Phi cũng lên tiếng ca ngợi mối quan hệ song phương Nhật-Phi, gọi Nhật Bản là người bạn chân tình với người dân Phi, thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Đáp lời, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho hay, ông hoan nghênh việc Manila thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh, đồng thời nói rằng ông và Tổng thống Phi đồng ý vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông phải được giải quyết bằng thương thuyết ngoại giao. Cho đến tối ngày 26 tháng 10, chúng tôi vẫn chưa biết liệu Thủ tướng Nhật Bản có kêu gọi Tổng thống Phi đừng vội cắt đứt quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ hay không. Hồi đầu tuần, có tin nói rằng khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau, Thủ tướng Abe sẽ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo để ngăn cản sự bành trướng về quân sự của Trung Quốc trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là ngăn cản những hành động mà Trung Quốc thường làm với các nước Đông Nam Á liên quan đến việc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Tại Bangkok, Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan nhắc lại không ai được quyền nói xấu hoàng gia, nhấn mạnh chính phủ sẽ truy tố những người phạm luật khi quân ra tòa. Tướng Chatthip, Trai Jinda, tư lệnh cảnh sát Thái cho hay trong 2 tuần lễ vừa qua, tức từ ngày quốc vương băng hà, cảnh sát đã điều tra 20 trường hợp được cho là phạm luật khi quân và đã xin trát tòa để bắt giữ 8 người. Nếu bị tòa xác nhận có tội, những người này có thể lãnh bản án tới 15 năm tù. Tướng tư lệnh cảnh sát Thái Lan còn nói rằng những ai có ý xem thường hoàng gia thì nên rời khỏi Thái Lan, bảo thêm nếu không có tiền, cứ nói với ông sẽ cho những người này tiền để mua vé máy bay rời khỏi Thái. Hôm 26 tháng 10, Ngoại trưởng Don Pranun Winnai cho báo chí biết đã gửi cho công hàm yêu cầu dẫn độ một số người đang sinh sống ở nước ngoài phạm tội khi quân, nhưng nói thêm điều này khó thực hiện vì những người đó đang cư ngụ ở các nước không có luật tương tự. Tin từ chính phủ Bangkok cho biết có 19 người Thái sinh sống ở nước ngoài đang bị truy nã, cư ngụ ở 7 nước nhưng không nói là những nước nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Diễm Thi và Chân Như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt.